anh em trên mọi miền và cô bác anh chị em. Hôm nay bẻ cao bà con, dắt mấy anh em vô vườn bẻ cao nè. Hiện tại này mình mới xuống được bồn như vậy nè. Mời quý bà con theo dõi video của mình nha. Vườn này nhiêu ký ông Minh? Ở đây là cả 500 à. Có không? Có, cả 500 tiền. Rồi khá nó nhiêu ký? Chưa bẻ biết, chưa hết chưa biết. Chưa biết hả? Hồi đó coi, hồi đó chơi đỉnh phải dưới hướng mà chơi lên cực. Hồi lơ lơ. Nhiêu ký? 5 ký á. 5 ký hả? Đẹp quá bà con. Yeah, cũng buồn. Đâu quay lại cho bà con xem coi. Ôi câu ghê nè, đẹp luôn. Rồi. Đó. Quá đẹp bà con ơi. Hiện tại thì mấy anh em thợ mình đang hái xong nè bà con cô bác anh chị em. Hiện tại chắc khoảng nhiêu cao đây, chắc chừng khoảng tới 500 mấy 600 ký quý bà con cô bác anh chị em. Trong vườn thì vườn này cũng lớn quý bà con. Mấy trăm? Mấy trăm? Đây quá trời luôn mọi người ơi. Dạ dạ ra ngoài. Mới bẻ rồi. Có cái đài phát thanh nè. Lần vợ tôi có lấy tiền mà sao đụng cái con ếch của trời ta. Đây nè, coi nè. Nhân ra tiền chưa? Chưa. Nhân đi. Còn mình đưa đây luôn. Mỗi một em nè, móc tiền ra nha. 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 11 triệu, 15 triệu 417 ngàn. 15 triệu 417 ngàn phải không? Ừ. Ai bữa hổm số về cầu lộ trúng quá trời ta. Ừ. Ở dưới tôi cũng trúng ăn ngủ 52 đó. Cái bà bán thịt heo ăn ngủ đâu cái chục tờ. Ghê ha. Ở xã nè. Cầm tiền qua bay kìa. Hồi nãy 11 thì đưa 11 cho ông điếm cái đi. Rồi đưa có ông sao cho nó dễ. Rồi ông điếm cho ông đưa cái nó được rồi. 11 rồi ông điếm của ông thêm 4 triệu mấy nữa. 4 triệu 500 4 triệu 417 ngàn. 4 triệu 420 ngàn.
tiền bạc liếm kỹ nha. Có 11 triệu phải không? 12 triệu. 4 triệu 420 ngàn đó phải không? Đúng rồi. Rồi. 2 triệu. 13 triệu. Rồi. 14 triệu. Rồi. 15 triệu. Rồi. 420 ngàn. Rồi. 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 Okay. Tiền. Tiền. Giấy. Giấy. Chạm cái chú Dương. Rồi, cảm ơn chú Dương luôn nha. Bữa nay cân 27 ngàn ký hả chú Dương? 27. 27 hả? Ừ. Phải không thợ? Ừ. 27. Không có cái máy quậy à. Tại mình chữa cho nó, mình nói nó mới quậy rồi, nó mới nó thôi chứ. Đâu có được, chỉ có đóng mà gì. Này thấm gì đâu quan thanh. Sao à? Con có cao đầu ông nội ơi. Con luôn à. Mà ông quá hoài chứ nó đang lỡ đi thanh quá. Tôi với ông chia tay luôn á. Cao này đâu có bự đâu, thanh quá. Ông quá quá. Để anh. Rồi đó. Đủ rồi, vậy đó. Rồi, 99. 99. Rồi, cảm ơn quý bà con, cô bác, anh chị em trên mọi miền đã theo dõi video của mình. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn quý bà con và cô bác, anh chị em gần xa một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Chúc quý bà con một ngày mới an lành trong cuộc sống. Hẹn quý bà con gặp video lần tiếp theo.